đang đi vô Vin của nó nè, tắm biển đã xong rồi giờ đi vô dạo trên cái con đường trên bờ biển nè, quá trời luôn, nhà đẹp đẹp không à, khách sạn, nhà hàng, trời, bên đó có cái piscine, cái bể bơi thiệt là bự luôn ở trên bờ biển. À, khổ ha, bắt buộc phải đeo mask, đeo khẩu trang. Ê nè, sao lại cười cái cây? Đẹp rồi, mẹ thấy rồi, Ina mua cái đồ để dán tủ lạnh. Trời ơi, mặc áo dài Việt Nam mà đi giữa đường phố của Pháp thì mắc cười không? Đi, Ina. Bỏ gã anh ba đi, ba đi trước bỏ mình này kìa. Phố cổ, coi nhà nè, nhỏ xíu xíu luôn, chắc 2-3 mét gì đâu đó, mỗi cái nhà 2-3 mét à, nhỏ xíu luôn. Hai bên này là ngay đây là trung tâm rồi, xong thời viên của nó rồi, cái tiệm vàng Đình Văn kìa. Quy đi ăn kem, em thấy rồi, có cái nhà hàng thấy để hết tiêu con Việt Nam mà cả nhà thấy không? Ở đỏ đó, nhà hàng Việt Nam. Ôi đông người sợ luôn á, giống như đi chợ đường phố Việt Nam này trời, nó ồn ào. Chờ tới về kêu mua mùi da cua cho mẹ nha. Không ai hết trơn hả? Nó bên đó khép anh, bên đó đợi khép, mình kem là bên đây mà. Đang đợi khách hàng mua kem ăn cả nhà. À, kem của chị hai ăn rồi. Ina đang đợi. À, Quy đó vuột của mẹ, Quy của mẹ. Rồi có kêu hai cái khác chưa? Kem của mình. Mà nó đang đợi mua bánh khép cho Elina. Dưới này được mà ở miền Nam miền mình đâu cho, mình vô được không? Các sư vô. Có nhà hàng Le Paris Place, chỗ này tên là Le Paris Place nha cả nhà. Nhà nhỏ nhỏ không mắc cười quá à. Nhỏ xíu xíu luôn á trời. Bởi vì ở ngay vùng biển mà mấy cái con đó nó kêu ồn quá hả, cái mấy con đó đây tối ngày nó quét xuống luôn. Bà đó, bà thấy Ina mặc áo dài đi với ba cười Ina đó, thấy không, phải cười Ina đó. Nhà dính khác nhau không mà, ủa gì ở đây nhà người ta không có giường hết ta, là ngay phố rồi gần biển chỗ này vậy, nhà dính vậy thôi, chắc đâu có giường nữa. Đâu có chặt đan hay đi ha. Đây thấy có cái nhà này đẹp quá chừng luôn nè, nãy giờ đi mới thấy cái nhà này đẹp. Tới đây quay phim cái nhà này, chụp hình cái nhà này kìa. Nãy giờ đi khúc đường kia nhà xấu không à. Wow, cái nhà này đẹp quá. Ờ, cái nhà đẹp thích gì đâu luôn. Ờ, nó đẹp không biết tin nè. Mà cái màu sơn rất là đẹp nữa, vừa trắng với màu đỏ nâu nâu ha. Hai với ba đâu? À, kìa đặng. Kìa bán mấy cái đồ ăn, đồ biển đóng hộp. Tới mỗi nơi cái nhà đặc trưng khác liền của từng vùng. Kìa, nhiều cái nhà nhìn đẹp ghê lắm kìa, coi nhà đó kìa, có cái ban công nhỏ xíu. Có bằng cả cái ấy lên trước nhà kìa. Đẹp không?
cái lên thì nó khá đẹp. Lúc hồi nãy khúc bên ngoài á, nhà không đẹp nha, cái đầu khúc đá đông này nhà đẹp nè. Cái nhà nhỏ đi lên thằng cái cửa vô nhà, cái đầu đó đó xây nhỏ nhìn thương ghê. Mà mỗi nhà người ta sơn một màu khác nhau phải không? Nhìn nó có nhiều màu. Nguyên một model đó mà. Nó một cái màu đẹp. Lúc đi thấy nhà đẹp không? Mỗi một nhà sơn một màu khác nhau, thí dụ cái nhà này vàng trắng, nhà kia xanh trắng, nhà nọ màu nâu, màu gì đó, nó không mỗi người màu khác khác hết. Hồi nãy ngay mặt biển á, mấy là nhà nhỏ nha, bây giờ bắt đầu vô trong đây là nhà bự rồi nè. Trời ơi, mấy villa biệt thự không ông ơi? Nè. Ơi. Ui trời ơi, vậy luôn hả? Đây kìa, hai muốn đi lại nhà thờ, lại nhà thờ đẳng kìa. Hai biết đường rồi, hai coi bản đồ. Ôi ôi, qua tới đây chỗ này đẹp đẹp không à, cái nhà thờ quá trời đẹp. Đằng kia là cái gì, nhà thờ luôn hả? No, đằng kia Hotel de Ville. Hotel de Ville, về đằng kia Hotel de Ville. Cái này nhà thờ tên là Vin Mary, đằng đó là nhà thờ, hồi đẹp quá. Nhà kiểu lạ không? Đây có nhiều nhà kiểu lạ lắm mà đẹp nha. Mình thích. Ồ, cái hotel The Vin nó đẹp. Đặc biệt là ở vùng này, cái bông này nó rất là nhiều luôn nè. Cái bông này nè. Trời ơi, nhà nào cũng nhiều cái bông này nè. Nó mọc cạnh đường, nhóc luôn lừa khư. Ừ. Tới đây là thấy cái bông này lừa khư đi. Rồi cái nhà đó kìa. Cái nhà đã cái bông đây nè, em nói anh đó. Không nhận cái đây nhà nó làm đẹp quá à, nhiều màu á. Nó nổi. Rồi cái đá nó pha trộn với cái gạch á, nhìn đẹp ghê. Rồi đẹp quá. Kêu tên The Vin quá trời đẹp. Uống xưa. Quá trời đẹp luôn. Mình đang qua đường mới chụp hình được chứ hả? Ừ, nó đẹp. Từ từ xe đi nè. Ừ. Quá trời luôn cái nhà thờ. Cái này là cái Hotel The Vin đó cả nhà. Mà cái kiến trúc rất là đẹp ha. Ôi ôi, ở trong kìa. Chắc lộng lẫy ở trong luôn quá. Thấy trong đẹp lắm luôn á. Nhìn sơ thấy cái cầu thang đi lên kìa. Ê Na, đứng mày chụp hình cho con. Đi, đứng mày chụp hình cho. Nhà thờ. Tới giờ nó gõ chuông. 6 giờ đúng luôn. Gõ mấy cái à. Mình không có vô trong chỗ này được. Ở nhà này Hotel The Vin. Để làm cái tờ đám cưới đồ này kia. Trong đây. Nhưng mà trong thấy đẹp á, mình nhìn ngay cửa mình thấy cái cầu thang quá trời đẹp trong. Ồ, cái bông cẩm tú cầu màu tím lợt đẹp quá chừng luôn. Quá trời đẹp luôn, cái nhà này khủng khiếp đẹp. Trời ơi, cái bông. Thơm. Bông này thơm anh. Trời ơi. Mấy cái nhà khủng khiếp luôn, mấy cái villa. Cái con đường hồi nãy nhỏ nhỏ xíu xíu. Rồi cái con đường này thì villa đẹp. Ôi đẹp cực kỳ luôn. Ok. Nguyên cái dòng bên đây là cái chợ bán đồ hải sản nha cả nhà. Đây nè, nó kêu là mặt suy cu vẹt.
Nhưng mà mình không có đi vô được tại hôm nay đóng cửa rồi. Nó mở có 3 ngày hả? Thứ hai, thứ năm với thứ bảy. Mình hôm nay mình tới đây là thứ ba. Uổng quá chứ thôi là vô cái chợ hải sản rồi. Mình đâu biết đâu, không có biết ngày nữa, mình đi đại vậy thôi à. Cái bông này nè, đi tới cái vùng này cái bông này quá trời nhiều luôn á. Hầu như thấy nhà nào trước cửa nó cũng có cái bông này nha. Nó cắm thú cầu màu đỏ luôn. Nếu có hộp mà lấy được á. Lấy đồ lấy nữa. Đâu thấy hộp gì đâu. Cái con đường ở phía trên biển. Nhà khách sạn đẹp đẹp không à? Nhà với mấy cái villa trời nhìn mê luôn. Cái hồ tắm đằng kia ha. Rồi chắc này 6 giờ chiều nước lớn lên rồi kìa, mà nước chưa đầy thôi. Đó, đi vòng trong phố xong giờ quay trở lại biển, 6 giờ chiều, 6 rưỡi luôn rồi chứ, 6 rưỡi chưa? Té nha con. Ta còn tắm nhóc. Nước lên từ từ. Nước nó lên nhiều nhiều. Quá trời luôn, đằng kia quá trời người ta tắm. Đẹp. Dài dài cái bờ biển này rất là đẹp ha. Ở trên thì người ta đi dạo. Bên kia thì chợ phố. Dưới này thì biển. Nước nó lên là phải không anh? Nó đang lên rồi, em cũng thấy như nó lên nè. Gần với cái bờ này so với hồi trưa. Hồi trưa xa dữ lắm. Chắc này thấy nó gần nè.